Hello, chào các bạn nha. Bữa nay nhà mình làm món kem sò nha các bạn. Sò đài loan ngoài cây á, nó cũng già, có một số trái nó già nó chín á. Mà mình ăn không có kịp á, thì giờ mình sẽ mình gọt ra mình lấy cái nạc của nó đó. Rồi mình để vào trong cái cối qua sinh tố, rồi để sữa tư và sữa đặc vô nha. Chỉ cần xay nhuyễn nó ra thôi thì sẽ có cái món kem sò ngon lắm nha các bạn. Sò đài loan này á, khi mà mình ra ngoài cây mình hái á, những cái trái già đó thì mình để tầm khoảng một ngày hoặc hai ngày á thì nó sẽ chín nha. Nó chín rồi mình sẽ gọt, mình gọt mình lấy cái thịt của nó. Chứ những cái trái sò đài loan này mà các bạn để chín trên cây là không có được nha, nó sẽ bị thối nha. Sò đài loan năm nay nó trúng mùa lắm các bạn, trái đậu trái nhiều lắm nhưng mà nó bị mất giá á, tại vì không có xuất khẩu gì được á, do dịch bệnh không có xuất khẩu gì được á. Với lại do thời tiết năm nay cũng thuận lợi nên thành ra sòi nó đậu trái nhiều á, thành ra nó bị mất giá các bạn, bán còn có 3.000-4.000 ký à. Thì mình sẽ tận dụng mình làm kem sòi nha, để mai mốt hết mùa sòi rồi kiếm ăn cũng khó lắm. Sòi các bạn gọt ra chỗ này nè, rồi mình xay cho nhuyễn mình làm kem để tủ lạnh ăn, ăn cả năm cũng được nữa. Bây giờ mình sẽ để sò vô trong cái máy quay cối quay sinh tố mình quay nha các bạn. Ở đây nó có cái dấu nào để em được. Cái này là hai trái sò đài loan chín nha, mình để vô này không biết để một lần hết không, chắc hai lần nữa các bạn ơi. Ừ, để con nữa đi. Rồi mình sẽ cho sữa, sữa đặc với lại sữa tư nha. Cái này mình cho nguyên một bọc sữa tươi luôn nha, với lại một khoảng một muỗng cơm, một muỗng canh đó là sữa đặc nha. Rồi nếu mà bạn nào thích ăn dẻo quá thì mình cứ để gì rồi mình quay nha, khỏi không cần để nước. Còn không thì các bạn cho một ít nước vào cũng được nữa. Rồi chỉ cần tốn chút ít thời gian thôi các bạn là mình đã có một cái món kem sòi rồi nha. Rồi cái này thì các bạn sẽ vào bọc nha, rồi mình cột vô thùng hay bọc đầu, nếu nhà có máy ép thì mình sẽ ép nha, ép rồi mình để trong cái tủ lạnh á thì sau khi nó đặt nó kẹo lên rất là ngon nha. Để các bạn sau khi mình xay rồi mình sẽ cho nó vào bọc nha. Rồi được rồi, ba bọc này mình ép thử. Đây nhà mình có mua cái máy ép này á các bạn. Đây, các bạn thấy không? Sau khi mình ép rồi nó sẽ như thế này. Ép cái bọc gì nó sẽ đẹp đó các bạn. Mà nó không có tốn nhiều thun, nó đẹp. Với lại mà các bạn để trong tủ lạnh đó, nó cũng mau lạnh hơn nữa. Nó mau đặc hơn tại vì cái bọc của mình nó dẹp á. Để vào tủ lạnh nó rất là mau đặc nha. Đây rồi, sau khi để tủ lạnh một ngày thì nó sẽ thành phẩm của mình nó là như thế này nha. Kem này ăn rất là ngon nha các bạn, cái mùi xài của nó thơm lắm, với lại có sữa đặc và sữa tươi nữa, thành ra nó béo dẻo lắm. Đây các bạn nhìn thấy không, nãy là kem sò còn bây giờ là sinh tố sò nha các bạn. Cái này sau khi các bạn xay ra thì mình muốn uống giống như kiểu sinh tố cũng được, mà muốn làm kem thì cũng được nha. Đây có một ly sinh tố sòi thơm ngon này các bạn. Cái sòi nó thơm mà các bạn để thêm sữa tươi với sữa đặc cho nó thì nó thơm ngon nha, cái mùi nó rất là ngon luôn.
mình uống mình cảm nhận là nó ngon hơn, kể cả ngon hơn cái mãng cầu nữa các bạn. Mùi xoài của nó thơm hơn.